Nhân nào quả nấy. Láng giềng tôi có bác Trương, ưa luyện khí công, còn dùng khí công để chữa bệnh cho người. Nhưng ông trị người không hết, mà bản thân cũng bị bệnh quấy nhiễu. Ông bị chóng mặt đã 3-4 năm nay, uống thuốc trị liệu gì cũng không kết quả. Ông nói: đầu tôi say sẩm giống như là mới vừa uống 2 bình rượu vậy đó. Nhân duyên hội đủ, ông đến gặp hòa thượng Diệu Pháp, năn nỉ ngài vận khí công trị bệnh cho ông. Sư phụ cười nói: tôi không thể vận khí công để trị bệnh đâu. Mỗi người mắc bệnh đều có nguyên nhân. Tôi có thể nói rõ nguyên nhân vì sao ông chóng mặt. Còn chuyện bệnh hết hay không thì tùy thuộc vào ông. Đây cũng là đạo lý mà Phật nói: mệnh tự ta lập. Thí như do ông không hiểu chuyện mà làm sai việc gì đó, đem lại thống khổ phiền não cho mình và người. Nếu ông gặp được thiện tri thức giải thích và chỉ ra nguyên nhân, một khi ông hiểu rõ và nhận ra chỗ sai của mình, cố gắng sửa đổi, thì phiền não và thống khổ sẽ biến mất không còn. Bởi vì Phật Pháp không phải để cho người mê tín Phật, Bồ Tát hay một cao tăng nào đó, mà là để mỗi người đều có thể hoạch đắc trí huệ, tự mình cải tạo số mệnh của mình. Bác Trương suy nghĩ một hồi, rồi gục gạt đầu. Hòa thượng nói tiếp: ông bị chóng mặt là do 3-4 năm trước ông từng làm tổn hại một ổ chuột con. Có việc đây không? Bác Trương hồi tưởng lại và nói: dạ có chứ, có việc này chứ. Sư phụ, ngài quả là có đại thần thông. Ta nói cách đây khoảng 2-3 năm gì đó, con bữa con vô trong kho chứa đồ, phát hiện ra trời ơi, nguyên cái ổ chuột con mới sinh, khoảng 6-7 con gì đó. Trời ơi, đệ tử nhát lắm, đâu có biết làm sao cho tụi nó chết hết. Tụi cái bắt bỏ tụi nó vô cái lồng, trời ơi, dùng hết sức bình sinh, lắc mạnh thiệt mạnh, lắc hồi lâu, con nghĩ là tụi nó đã chết, liền đem ra quăng ngoài bãi rác. Trời ơi, có việc vậy mà cũng liên quan tính chứng chóng mặt của con sao? Đúng vậy, ổ chuột đó không bị ông lắc chết, mà chỉ bị ông làm cho chóng mặt thôi. Nhân nào quả đó, đây là nguyên nhân vì sao ông chóng mặt. Ngài phán rất đúng, con từ lúc đó về sau bắt đầu chóng mặt. May là bầy chuột chưa chết, nếu mà tụi nó chết rồi thì không biết con đền mạng tính đâu nữa. Đúng vậy, sát sinh sẽ làm giảm thọ mệnh, bằng không thì ngay đời này cũng gặp tai nạn hoạn ương. Động vật sở dĩ có thể bị giết cũng là do kiếp trước nó từng gieo nhân sát sinh, nên đời này mới bị quả báo như thế. Phần chúng ta, đời này giết hại chúng đó, tức là đang dây nợ mạng. Cứ thế nhân quả tuần hoàn, oan oan tương báo, không bao giờ hết. Vì vậy mà phàm phu chúng ta cứ luân hồi trong lục đạo, không có ngày ra. Chỉ có liễu giải Phật Pháp, tin sâu nhân quả, ngưng ác hành thiện, thì mới có thể thoát ly biển khổ sinh tử. Thế nào, từ nay về sau ông còn muốn sát sinh nữa không? Bác Trương đang ngồi sợ đến ngẩn ngơ, nghe hòa thượng hỏi, vội đáp: dạ, dạ, từ nay về sau còn không dám sát sinh nữa. Nói xong, ông hoan hỉ mách. Bạch sư phụ, đầu con tụt, đột nhiên tỉnh táo rồi, không có chóng mặt hay là choáng chút nào nữa hết. Người chung quanh đều cười. Bác Trương thắc mắc nói tiếp: nhưng mà cái loài chuột nó hại sâu, cắn phá tài sản của con người, thậm chí truyền bệnh dịch hạch. Nếu như không giết tụi nó, tương lai nó sinh sản lan tràn ra nhiều nữa thì sao? Trọn cả tổng thể, từ lớn như vũ trụ và nhỏ tợ di trần, bao gồm tất cả chủng loại sinh mệnh, đều có quy luật vận hành và thời gian tồn tại. Nếu con người có sinh, lão, bệnh, tử, thì vật có thành, trụ, hoại, không.
cho dù là núi, sông, biển cả, hoa cỏ, hạt xương. Chỉ cần có hình thành là có hoại diệt. Thế nhưng, cách hoại diệt hay chu trình sinh tử này tự có quy luật của nó. Nếu chúng ta coi thường quy luật tự nhiên, mặc tình phá hoại theo lý luận và ý thích ngu muội của mình, tất nhiên sẽ chịu lấy ác quả bất kham, khó thể tưởng tượng. Chỉ như chúng ta vì những lợi ích trước mắt, cho phá rừng, nổ đá, khiến rừng bị hủy hoại, núi bị sạt lở và cây cối loài vật trong rừng bị tàn hại. Tất cả việc làm thiếu ý thức này của chúng ta sẽ dẫn đến hậu quả là địa cầu bị ngập nước, khí hậu đổi thay, lũ lụt phát sinh. Ông không thấy số lượng cây rừng bị chặt phá quá nhiều, động vật bị săn giết thảm đến nhiều loài phải mất tích hoặc tuyệt diệt. Loài chuột cũng có rất nhiều kẻ thù trong thiên nhiên như rắn, mèo, diều hâu, chim ưng, chim ó, vân vân. Có thể những kẻ thù thiên nhiên này cũng bị nhân loại chúng ta giết hại ăn thịt hoặc lột da làm y phục, trang sức. Do vậy mới có câu: thiên tai là chính do nhân họa tạo thành. Hòa thượng ngừng một lát rồi nói: tôi bày ông một cách có thể diệt trừ nạn chuột. Ông có muốn thí nghiệm thử không? Mọi người đều nhìn hòa thượng chăm chăm. Ngài mỉm cười giải thích: trước tiên phải biết chuột cũng là loài động vật hữu tình, cũng có mẹ sinh đẻ dưỡng nuôi. Chúng cũng giống trâu, ngựa, mèo, chó. Một số có thể nghe hiểu tiếng người. Khi ông hiểu rõ đạo lý không sát sinh rồi, ông có thể hàng ngày chuẩn bị những thức ăn dư thừa cho nó, đặt ở nơi mà chuột thường ẩn hiện, và nói nhỏ: bản thân tôi ngày trước chưa hiểu Phật Pháp, nên đã giết hại rất nhiều chuột. Bây giờ tôi đã rõ đạo lý, từ nay về sau nhất định chẳng sát sinh nữa. Tôi vẫn muốn tụng kinh cầu siêu cho loài chuột từng bị giết, hy vọng chuột sẽ không cắn phá đồ vật trong nhà người. Chỉ cần ông thành tâm thành ý làm như thế, nhất định sẽ thấy kết quả. Thậm chí một ngày kia, chuột sẽ dời ổ, bỏ đi. Buổi nói chuyện của sư phụ đã khiến chúng tôi mắt tai như đổi mới. Sau đó, phương pháp này lần lượt được thí nghiệm. Kết quả rất tuyệt. Còn có người trong nhà bị nhiều kiến, họ cũng áp dụng phương thức này và nói rất linh nghiệm. Không tin nữa, thế thì bạn hãy thí nghiệm đi. Hộ trì Phật Pháp bằng đức hạnh. Tôi hỏi sư phụ: con thấy nữ sĩ kia một mực chí thành hộ trì tự viện, hay bố thí tham gia pháp hội. Nhưng hiện giờ bà đang bị ung thư phổi, bệnh viện nào cũng không trị nổi. Xin hỏi sư phụ, nguyên nhân căn bệnh của bà là gì? Sư phụ đáp: làm người không nên để cho tâm danh lợi làm lụy, chẳng nên khởi tâm cống cao ngã mạn. Phải biết lúc ta đến cõi đời này vốn là trần trụi, thì khi lìa thế gian vẫn phải trắng tay, không đem theo được gì. Danh lợi giống như khói mây thoáng qua, không nên vì danh lợi mà khởi tâm cống cao ngã mạn. Chỉ có tâm thanh tịnh mới được Phật quan gia hộ. Nếu dùng tâm xấu, tâm cống cao ngã mạn mà bố thí tài vật cho chùa, thì tự diện giống như cung điện chứa vàng chất bạc. Kẻ cúng bằng tâm chứa độc như thế, chỉ làm nhiễm ô người tu hành phạm hạnh. Còn nếu không những đem tài vật cúng dường, mà còn biết dùng đức hạnh hộ trì tự diện, thì tự diện mới thành là đạo tràng vạn đức trang nghiêm, hóa độ thập phương rộng rãi. Hãy bảo bà ấy, ngoài việc tu tâm sửa tính, giữ lòng khiêm cung ra, còn phải tụng kinh Địa Tạng
để tiêu trừ túc nghiệp. Khi tụng kinh, không nên tham nhiều, tham mau, đọc lua lua. Trong lúc tụng kinh, cần chú ý tâm, khẩu, mắt phối hợp hỗ tương cho đồng, chẳng nên hôn trầm, tán loạn. Tụng từng chữ, từng câu cũng đồng như tụng ngàn chữ, ngàn câu. Tụng một bộ kinh giống như tụng ngàn bộ kinh. Như vậy, pháp giới chúng sinh mới được hưởng lợi ích. Không chỉ giữ gìn ngôn hạnh không tham, sân, si, mà phải hằng có tâm điều phục chúng. Giống như làm cỏ phải diệt tận gốc, mới không lưu lại hậu hoạn. Khi tôi đem lời sư phụ dạy chuyển đến nữ cư sĩ này rồi, bà nói: sư phụ phê bình rất đúng. Bà nhìn nhận đây là khuyết điểm bản thân mình và chân thành biểu lộ sự ăn năn. Sau đó bà buông bỏ hoàn toàn, không thèm quan tâm đến chuyện bệnh tật nữa, cứ ở nhà tụng kinh Địa Tạng. Khi tụng đến bộ thứ bảy thì cảm thấy bệnh trên thân thể như lành được một nửa. Lúc đến y viện kiểm tra thì bú ác tính đã chuyển sang lành tính. Bà được niềm vui quá ước mong, càng tăng thêm niềm tin đối với sư phụ. Khi bác sĩ đề nghị phẫu thuật, bà không chịu, quay về nhà kiên trì tụng kinh Địa Tạng. Lúc tụng đến bộ thứ 19 thì cảm thấy sức khỏe tràn đầy. Hàng ngày bà lễ Phật hơn 100 lạy mà không thấy mệt. Sau đó bà lại đến bệnh viện tái kiểm tra, thấy khối u trong phổi đã hoàn toàn biến mất, không còn lưu lại một dấu vết nào. Quả thực đúng là kỳ tích. Đến nay đã gần 5 năm. Mùa xuân năm 2000, bà đi xe từ Thiên Tân đến thăm tôi. Tôi thấy sức khỏe của bà còn khỏe hơn hồi tuổi trẻ rất nhiều. Thực là lạ. Pháp ngữ của Hòa Thượng, Hòa Thượng Diệu Pháp từ bi khai thị như cam lồ rưới đảnh, khiến người nghe không ai là chẳng khai sáng tâm, pháp hỷ sung mãn. Xin ghi lại một phần pháp thoại ấy như sau. Bạch Hòa Thượng, vì sao có người giết vật gì lâu dần mặt họ lại giống con vật đó? Lúc con vật bị giết, lòng đầy kinh hoàng, oán hận, hồn phách khó siêu, mà thường theo kẻ thủ ác, chờ lúc phúc họ suy để báo oán. Lâu dần, thân hình kẻ đồ tể đó bị đồng hóa, nên sẽ có vẻ mặt và dáng dấp hao hao giống loài vật đã bị họ giết chết. Cái này có thể giải thích giống như ảnh hưởng môi trường, hoàn cảnh, hành vi. Dĩ như một kẻ cắp sách tới trường, thời gian sau sẽ có dáng dấp thư sinh. Kẻ buôn bán sẽ có dáng dấp thương gia. Kẻ làm ruộng có dáng nông phu. Kẻ làm việc chân tay có dáng công nhân. Riêng kẻ đồ tể, thân xác luôn mang mùi tanh tưởi, chứa đầy thù hận của các con vật bị họ sát hại, nên thân toàn ác nghiệp, tâm chứa đầy xấu độc. Và họ giết loài nào nhiều nhất thì họ sẽ mang hình dáng con vật đó. Đây cũng là điềm báo, sau khi chết họ sẽ thành loài đó. Đọc trong sử, chúng ta thấy mẹ ông Mạnh Tử phải dời nhà 3 lần vì muốn con mình được sống trong môi trường thiện lành, có được ảnh hưởng tốt. Điều này dễ hiểu thôi. Gần trường học sẽ làm quen với tính hiếu học, chơi với kẻ đánh bạc sẽ trở thành người ham mê đỏ đen, giao du với người hiền thì trở thành lương thiện. Nếu thường thân cận Phật Thánh sẽ có tâm như Thánh, nhan diện sẽ hiền lương như mặt Phật. Vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Những kẻ sống bằng nghề đồ tể, thân tâm đều có ác khí rất nặng. Tất nhiên, bản thân và chỗ ở của họ luôn ẩn chứa họa tai. Một khi phúc suy thì báo ứng đến. Vậy nếu như ăn thịt gà thì sao thầy? Loài gà
tuy được nuôi bằng sự tiến bộ của văn minh loài người, song về vệ sinh, ăn uống, chốn ở đều nằm trong phạm vi một cái chuồng chật hẹp, nên chúng mắc bệnh cúm rất nhiều. Vì vậy mà thân thể bị nhiễm đầy chất độc của bệnh cúm. Chúng mang hình thể thú vật, có đau ốm cũng ít ai biết, lại chẳng được uống thuốc men, luôn ẩn chứa mầm bệnh trong mình. Người đời mê ăn thịt, không biết họa hại ẩn ở trong. Cứ nấu ăn thịt đó, tưởng là ngon, bổ. Không ngờ rằng, ăn sẽ mang bệnh vào thân. Tục ngữ có nói, bệnh tùng khẩu nhập, tức là bệnh vào từ miệng. Còn trong kinh sách thường nhắc, ăn 8 lượng, phải trả nửa cân. Ăn thịt nhiều rất có hại, đó là sự thật. Có khi không chỉ trả nửa cân, mà còn phải trả cả mạng sống. Nhiều người ăn đủ thứ thịt, bị mỡ thừa tích tụ, thân đầy độc chất, máu bị nhiễm trược, cơ thể bị trúng phong, sinh cao huyết áp, ung thư, cuối cùng hết thuốc chữa. Nếu nói thực tế, chưa bàn đến nghiệp báo, thì nội chuyện ăn mặn đã rất có hại rồi. Vì rước mầm bệnh, tâm oán hận vào mình, lâu ngày thành ung bướu, không chết gấp thì cũng chết từ từ, bệnh hành đau đớn. Con vật trược khí nhiều, từ tư tưởng đến phẩm hạnh đều thấp hèn, vì gieo nghiệp xấu tệ mà đọa làm thú. Tâm thân đều là nguyên tố xuất sinh, con người ăn thịt chúng vào, nạp mãi nguyên tố thấp, thì thân thể thuần là tố chất của loài vật. Người ăn thịt thiếu lòng từ, thân đầy trược khí, rất không tốt. Người biết tu phải nuôi dưỡng lòng nhân, bảo vệ phẩm chất thanh tịnh. Khi ăn thịt những loài gia súc, vô tình tính linh của người sẽ bị tính linh của vật làm ô nhiễm, ảnh hưởng tới công phu tu. Hơn nữa, ăn chay giúp tiết dục, tĩnh tâm, giúp ích cho sự tu tập rất nhiều. Vì cơ thể máu thịt của súc sinh ô trược, tính linh dơ bẩn, ăn vào dục nhiều, tinh thần tối tăm. Cho nên từ cổ chí kim, những bậc tu sĩ đều ăn chay là vậy. Nói thực tế, ăn thịt nhiều rất có hại, chẳng ích lợi gì, nhất là người lớn tuổi, sức đề kháng suy yếu, ăn nhiều thịt, không tiêu hóa hết, phần dư thừa lại nằm trong cơ thể, khiến sinh ra đủ chứng bệnh. Cho nên ăn ít, hại ít, là đệ tử Phật thì tốt nhất không ăn thịt. Vừa trưởng dưỡng từ tâm, không tạo ác, vừa giữ thân thanh sạch. Có nhiều loài nhỏ như côn trùng, chim chóc, con người ăn một miếng là sát hại một mạng sống, hoặc chục mạng, trăm mạng. Con vật cũng có quyền được sống, giết chóc chúng bừa bãi, không những làm thương tổn tình người, mà còn phá hoại môi trường sinh thái thiên nhiên, hủy diệt lòng từ ái. Đức Phật thương yêu tất cả chúng sinh. Chúng ta là đệ tử Phật, cũng nên học theo hạnh Ngài, hãy đối xử từ ái với loài vật. Dạ, có cư sĩ muốn kiến thiết đạo tràng, hành nhiều bố thí, xin thỉnh giáo Ngài làm sao để tụ được nhiều tiền tài ạ. Tài sản, tiền bạc giống như củi, tụ nhiều vô ích. Chỉ một mồi lửa là thiêu cháy thân dễ dàng. Củi có thể giúp tỏa nhiệt, nhặt đâu cũng có, dễ tìm đầy rẫy. Không nên tham muốn có nhiều, vì tàn ẩn họa ở trong. Có cái thầy nọ, bói cô ấy á, mấy năm nữa đi vào quan vận mà không có tài vận, vì vậy á không cho giữ chức tổng giám đốc công ty. Nói vậy thì vô lý quá, xin thầy khai thị. Dù nói số mệnh, nhưng người tu hành có thể cải đổi số mệnh. Đã gọi là số mệnh thì có 3 phần là mệnh, 7 phần là vận.
Đây chính là thời vận. Cho nên nói, thời tới thì phát huy. Vì vậy chuyện nắm bắt thời cơ rất quan trọng, là then chốt. Nhưng làm sao để nắm bắt? Việc này phải xem ngộ tính của một cá nhân, đồng thời phải nhìn sự tu trì bình thường của y. Ngộ đạo rồi, liền có thể nắm bắt thời cơ, cũng có thể cải đổi vận mệnh mình. Dạ thưa thầy, có một cư sĩ ở Thiên Tân, mấy năm trước được bạn tặng cho một con chó giang tô tên là A Lý. Từ lúc cư sĩ này ăn chay, con chó cũng không có ăn thịt. Mỗi khi chủ nó tụng kinh sớm tối, thì nó đều nằm phục một bên, giống như là nghe kinh vậy đó. Nhưng mà khi ra đường đó thầy, hãy nó gặp con chó cái đến ve vãn á, là nó luôn quay đầu bỏ đi. Sau này phát hiện trên đầu nó có vết sẹo, giống như là lúc thọ giới đốt hương chấm vào. Vậy việc này là thế nào? Tuy mang thân chó, nhưng nó không ăn thịt, ưa ăn chay, lại không có tâm ái dục, ưa nghe kinh, thính pháp, thích thân cận thiện tri thức, không có tâm tranh đấu. Nó là một người tu trong thân súc sanh. Bởi vì trên đầu nó có giới điều hiển hiện, Phật từng khóa làm thân nai. Trong Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm cũng từng giảng Bồ Tát Quan Thế Âm hiện đủ các thân để hóa độ chúng sinh. Nhân đó, chuyện này không có gì lạ, con chó đó là hiện thân thuyết pháp. Người ta có thể làm việc chung với những kẻ khắc tuổi khắc mệnh, được không thầy? Đoàn thể học Phật là lò luyện lớn, có thể dung chứa hết tất cả. Phật pháp là chí cương, không có gì xô ngã. Phật pháp cũng chí nhu, rất mềm mại, không có gì đâm thủng. Bởi vậy, chỉ cần mọi người nương vào chánh niệm thì có thể chung tay dựng xây việc lớn. Mạnh cư sĩ, Hồng cư sĩ sắp kết hôn, muốn xin thỉnh giáo sư phụ. Hy vọng họ sau khi kết hôn lập nên gia đình Phật hóa, thành những đồ đệ tu hành tại gia mẫu mực. Đạo làm vợ kính yêu phu quân, sự tốt với mẹ chồng cần kiệm hộ nhà, xuất nhập điều độ, dinh nhục đồng hưởng tuyệt không than oán. Đạo làm chồng thương vợ như em, không lìa không bỏ, không sợ khốn khổ, đem thân làm gương dạy con thành tài. Hai cư sĩ nếu có thể làm theo đây, tất gia đình hòa thuận hạnh phúc, tương lai hết nghiệp ta bà, đồng sinh cõi tịnh tu hành. Dạ, con muốn hỏi sư phụ, con của người cư sĩ kia sang năm thi vào học viện mỹ thuật Thiên Tân, muốn hỏi sư phụ cháu có thể thi đậu không? Làm người cần chánh, làm con cần hiếu, làm học trò cần siêng, tâm cần tu sửa, an định. Đạt được bốn điểm này thì có thể tùy tâm mong muốn sự nghiệp thành. Dạ, con rất ưa giảng Phật pháp cùng người. Phải chăng có chỗ không đúng? Giảng pháp cần chú ý gì? Xin sư phụ cứ dạy. Hoằng dương Phật pháp cố nhiên là việc tốt, nhưng cần chú ý thời gian, không nên mặc tình hành sự. Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 2 giờ đến 5 giờ. Đây là thời gian giảng pháp tốt nhất. Một lần giảng không quá 3 tiếng. Người giảng tinh thần sức lực sung mãn, người nghe chú ý tập trung, dễ thâm nhập, thể hội lãnh ngộ Phật lý. Vượt quá mức thì tinh thần mỏi mệt, nói nhiều vô ích. Người làm thầy nhất định phải tuân giữ quy củ, trước phải điều phục mình, sau mới điều người. Sống không hành đúng pháp chính là phá hoại đạo làm thầy. Thế thì sao có thể là mô phạm cho hàng hậu học? Cẩn thận ghi nhớ. Tu làm sao mới được lợi ích hả thầy? Tu hành là chịu khổ. Khổ vì phải nhẫn điều khó nhẫn
lại giống như người nuốt độc dược mà muốn nôn ra vậy. Nhưng bạn vĩnh viễn không thể mong một người khác nôn dùng độc dược của mình. Nghĩa là tật tánh của mình phải do mình sửa. Tu hành không nên gấp, không nên nôn nóng cầu mau thành. Chư Phật Bồ Tát đều tùy thời, tùy duyên từ bi gia trì cho bạn. Nhưng các bạn trước tiên phải đem tam độc, tức là tham, sân, si, lỡ nuốt vào từ vô thị kiếp đến nay, nôn hết ra, mới có thể nếm được mỹ vị cam lộ. Đây gọi là ói cái cũ, nạp cái mới. Cho nên học Phật, trước phải phá ngã chấp, không nên thấy toàn thị phi, mắt chỉ lo nhìn lỗi người. Phải biết, các oán ghét đối nghịch trong đạo đều do nghiệp chướng bản thân từ nhiều kiếp đến nay chiêu cảm nên. Phải chí thành sám hối mới có thể bình lặng tất cả. Còn những phản ứng kình chống ngang ngược sẽ giống như sóng trước đẩy sóng sau, chỉ làm khơi thêm oán hận, chứ không thể giải thoát. Ngày xưa, có một gã nghèo sơ sát. Hắn làm việc rất cần cù chăm chỉ, giúp đỡ mọi người làm việc nặng nhọc. Nhưng họ trả tiền công cho hắn rất ít, chỉ đủ cho hắn sống tạm qua ngày. Một hôm, hắn muốn sắm thêm cho mình một bộ quần áo. Hắn cũng phải chi tiêu rất dè sẻn, ra sức làm việc, dành dụm một thời gian dài. Hắn mới tạm đủ mua cho mình một bộ quần áo vải xấu. Bỗng một ngày, có một người bà con xa đến nói với hắn: "Vì sao anh mặc y phục vải xấu thế này?" Hắn đáp: "Y phục vải xấu có gì là không tốt, chỉ do tâm phân biệt vải xấu, vải đẹp mà thôi. Anh không muốn mặc y phục đắt tiền và cuộc sống sung sướng sao?" "Tất nhiên là muốn rồi, nhưng làm bằng cách nào?" "Số phận tôi như vậy, anh có biện pháp gì không?" "Không. Anh là hậu duệ của hàng quý tộc, chỉ cần anh chịu cầu thần thì thần sẽ ban cho anh cuộc sống sung sướng." "Cầu bằng cách nào?" "Anh đem bộ y phục vải xấu này đốt đi, chí thành cầu thần thì sẽ ban cho anh một bộ y phục đắt tiền xinh đẹp, lại ban cho anh cuộc sống hạnh phúc, thần sẽ ban cho anh toại nguyện." Gã nhà nghèo tuy cuộc sống túng thiếu nhưng không đến nỗi khó khăn lắm. Hắn bằng lòng cuộc sống hiện tại. Nhưng khi hắn nghe người bà con xa dụ dỗ, liền hy vọng niềm tin mộng đẹp giàu sang. Vì thế, hắn nhờ người bà con chủ trì nghi thức cầu thần, đem đốt bộ y phục vải xấu và chí thành cầu nguyện. Cho dù hắn cầu lại sói đầu, y phục vải đẹp vẫn không xuất hiện. Sau đó hắn hối hận nói: "Tại sao ta lại ngu si như thế này, đem đốt y phục của mình để cầu thần ban cho hạnh phúc và y phục đẹp, nhưng lại mù mịt không biết thần ở đâu." Bài học đạo lý. Đây là câu chuyện thí dụ. Người nghèo khổ là chỉ cho hàng phàm phu chúng ta. Y phục vải xấu giống như cuộc sống cực khổ. Mặc dù y phục vải thô xấu, nhưng gã nhà nghèo phải khổ công làm việc rất lâu mới sắm được nó. Hiện tại con người tuy khổ cực, nhưng đời quá khứ cũng có tu các căn lành mới có thể được thân người. Nếu như chúng ta không nương vào thân này, cố gắng tu pháp xuất thế, thoát khỏi sinh tử mà tạo các ác nghiệp, làm cho nhiều đời sau chịu đau khổ vô cùng, cho đến sinh tử luân hồi không dứt, thì chẳng phải là kẻ ngu si hay sao? Đức Phật dạy, trồng nhân không chân thật thì gặt quả đều công. Tất cả mọi việc có nhân thì có quả. Nhân chánh thì kết quả chánh, nhân tà thì quả tà. Cho nên khi chúng ta làm việc gì hay nói điều gì phải chú ý nhân chánh mới là đạo lý làm người. Thí dụ, hàng ngày chúng ta làm việc có chánh đáng không? Lời nói có dối gạt, thêu dệt, lừa đảo, vân vân. Do đó chúng ta biết được quả báo tương lai như thế nào. Cho nên mỗi việc ở thế gian có họa, có phúc, có khổ, có vui đều do nhân quá khứ mà chiêu cảm quả báo hiện tại.
Nói theo tín ngưỡng, chúng ta tin theo vị thần nào thì cảm ứng với vị thần đó, tương lai cùng loại với vị thần đó. Giống như chúng ta tin theo những vị thần như thần đá, thần cây, vân vân, thì tương lai phần đông cùng loại với vị thần này, hoặc làm thuộc hạ của thần, tuyệt đối không thể vượt hơn thần này. Chúng ta đốt hàng mã, tiền bạc cho quỷ thần, những thứ này con người không dùng được, vậy quỷ thần có dùng được không? Nếu dùng được thì quỷ thần này cũng là loài thấp hơn người, bằng không thì gạt mình, gạt quỷ thần, tương lai cũng bị người gạt lại, lúc đó làm kẻ căm nuốt hoàng liên. Vì thế, bất cứ việc gì chúng ta cũng phải dựa theo lý trí để phán đoán đúng sai, không thể ai nói sao nghe vậy. Người ta bảo sao chúng ta làm theo như vậy, chẳng những là mê tín mà còn cuồng dại ngơ ngơ. Thứ 30. Tham thì thâm. Lời dẫn: con người sinh ra ở đời, bất luận là người giàu sang hay nghèo hèn, từ bậc lãnh tụ nguyên thủ quốc gia giàu có nổi tiếng, cho đến cả binh lính, người buôn thúng bán bưng, người không có đất cắm dùi, đều có khuyết điểm và không thể nào tất cả mọi việc đều như ý muốn. Tất cả chúng sinh đều có lòng tham, vừa sinh ra đã có đầy đủ. Lòng tham này tham không biết chán, càng nhiều càng tốt, đúng là lòng tham không đáy. Cổ đức có nói một bài thơ: lương vũ ngất ngưỡng con trời, quyền cao danh hiển còn đòi thành tiên. Thạch sùng kho đụng đầy tiền, biển xanh muốn biến ao điền thêm tươi. Tây thi diễm lệ rạng ngời, soi gương hiệu nổi trên đời kém sinh. Bành tổ tuổi thọ 800, muốn còn sống mãi nghìn năm chưa vừa. Cho nên con người khó mà bằng lòng với những gì mình có. Lòng tham cũng có tham thiện, tham ác, tham chánh, tham tà, hoặc tham chánh đáng, chỉ cần không trở ngại đạo đức và cuộc sống của chúng ta. Nhưng con người vừa thấy những thứ mình thích thì trong tâm thôi thúc phải tìm cho bằng được. Nếu tìm không được thì họ dùng mọi thủ đoạn, bất kể phạm pháp luật, phải có cho bằng được. Do đó, tất cả ác nghiệp cũng từ đây mà gây nên. Chúng tôi nói cách khác, tiết kiệm là một đức hạnh tốt của con người. Nếu người keo kiệt, không chịu giúp đỡ người khác và bản thân mình cũng không dám ăn mặc thì trở thành kẻ nô lệ giữ tiền của. Mặc dù tiền của làm cho con người sung sướng hạnh phúc, nhưng cũng khiến cho con người bị sa đọa và chuốc lấy đau khổ. Có người giàu nứt đố đổ dách mà còn dòm ngó của cả người khác. Có người nghĩ có tiền để ra tiền nên dùng cách cho vay nặng lãi. Có người lừa đảo trộm cắp của người khác. Có người muốn chiếm lấy của người khác làm của mình. Tóm lại, vì muốn có tiền của mà có người phải chịu nhiều đau khổ. Vì muốn có được nhiều của cải nên có người sống chi tiêu tiết kiệm mà được. Có người nhìn ăn nhìn mặc dành dụm từng đồng tiền cắt. Có người dùng thủ đoạn tinh vi lừa đảo mà có được. Có người tạo các ác nghiệp mà có được. Thế gian này không có chuyện không lao động cực nhọc mà có của cải. Do đó, khi làm việc gì, chúng ta phải nghĩ đến hậu quả của nó. Ngày xưa có một người ở vùng nông thôn, tính tình chất phác thật thà. Thường ngày hắn sinh sống bằng nghề chăn dê. Nhờ hắn biết cách nuôi, chăm sóc dê, nên thời gian không lâu, bầy dê sinh con đẻ cái rất đông. Hắn lại gặp thời ăn nên làm ra, trở thành một người giàu nhất địa phương. Mặc dù hắn có rất nhiều tiền, nhưng lòng già rất hẹp hòi keo kiệt, bản thân không dám ăn mặc, cũng không giúp đỡ cho người nghèo khổ, cho nên mọi người gọi hắn là trùm sò keo kiệt. Một hôm có một tên lừa đảo, gã chuyên đi lừa gạt rất nhiều người, nên tìm cách tiếp cận tên chăn dê, giả vờ thân thiện nói: "Này anh, chúng mình là bà con xa, nên chúng ta có tình cảm rất sâu đậm. Hiện nay anh là người giàu có nổi tiếng, nhưng còn thiếu một điều quan trọng." Tên chăn dê hỏi: "Tôi thiếu điều gì?" "Anh thiếu một người vợ trẻ, xinh đẹp có đức hạnh." Nghe tên lừa đảo nói như thế, hắn chợt thấy đúng thật. Thường ngày hắn chỉ lo gầy dựng sự nghiệp, nay cuộc sống đã sung túc, không thể không có một người vợ để quán xuyến việc trong nhà, và tương lai còn phải có con cái để nối dõi tông đường. Hắn bảo tên lừa đảo: "Này anh, không biết anh có cách gì giúp tôi cưới được cô vợ trẻ hiền thục thông minh không?" Tên lừa đảo hớn hở nói: "Tất nhiên là được rồi, hôm nay tôi đến đây vì việc này. Anh có chắc tìm được cô gái như tôi đã nói không?" "Tôi tìm được rồi. Ở xóm dưới có một thiếu nữ rất xinh đẹp, hiền thục đoan trang, lại có đức hạnh tốt,
làm vợ anh rất thích hợp. Có thật không? Đương nhiên là thật rồi. Gã chăn dê nghe gã nói rất hài lòng, vui mừng khôn xiết hỏi: Vậy hoàn tất việc hỏi cưới này chi phí khoảng bao nhiêu? Tên lừa đảo nói: Tất nhiên tiền càng nhiều thì khả năng thành công càng cao, anh càng nổi tiếng. Xưa nay tên chăn dê là trùm sò keo kiệt, nhưng lần này hắn hào phóng dùng tay quá tráng, đưa cho tên lừa đảo một số tiền rất lớn. Hắn hy vọng việc này tốt đẹp nhanh chóng. Trải qua vài ngày, gã lừa đảo đến nói: Cô gái này đã đồng ý kết hôn với anh rồi, nhưng anh phải chi thêm một số tiền để làm lễ đính hôn. Hắn lại đưa tiền cho gã để làm lễ hỏi vợ. Từ đó hắn cứ lân lân vui sướng bay bổng, quên ăn bỏ ngủ, lúc nào cũng nghĩ đến cô vợ trẻ xinh đẹp hiền thục. Vài ngày sau, tên lừa đảo lại đến nói lễ đính hôn đã xong, chuẩn bị lễ kết hôn. Trước tiên phải mua căn nhà xinh xắn. Hắn lại đưa cho gã một số tiền. Trôi qua vài ngày, gã lại đến đòi tiền để mua đồ trang trí nội thất. Hắn lại đưa tiền cho gã. Sau vài ngày nữa, hắn lại đến bảo cô dâu muốn của hồi môn, xin hắn cho một số tiền. Hắn lại giao tiền cho gã. Tên lừa đảo gạt được một số tiền khá lớn rồi chuồn mất. Gã chăn dê cứ mãi trông ngóng đợi chờ. Năm tháng trôi qua, tài sản của hắn bị gã lừa đảo lấy sạch mà chẳng thấy cô dâu. Hắn mới hiểu rõ đạo làm người. Bài học đạo lý: việc tốt thì keo kiệt lại đem tiền của gom góp khổ nhọc cả đời đưa sạch cho gã lừa đảo. Đây có phải là kẻ thông minh không? Tham của rẻ là bệnh rất nặng của loài người. Qua lại với bạn bè thì mong cho họ tặng quà cáp, khách có tiệc mời thì mong có nhiều người mời ta. Công nhân tham lam lấy trộm vật liệu, làm việc qua loa. Kẻ lười lao động lại mong người trả tiền công nhiều, muốn nhiều người khác giúp đỡ ta, vân vân. Người sẵn lòng giúp đỡ người khác nhưng không mong cầu họ đền đáp lại thì rất ít. Phần đông mọi người đều muốn bỏ ít mà được nhiều, do đó mà đưa đến sự tranh chấp lợi lộc, lừa đảo, gạt gẫm ngày càng đông. Những người nhận chút ân huệ của người thì sau đó phải trả lại nhiều hơn. Cho nên vô tình có người rơi vào dòng xoáy năm dục, tính toán, làm được lợi một chút, dần dần cũng hạ thấp nhân cách, trở thành kẻ tiểu nhân ở thế gian. Có người đến thế gian này là trả nghiệp. Đức Phật dạy, nghiệp không nặng, không sinh ta bà. Vì thế, làm người phải làm việc để trả mới tiêu nghiệp, cũng có thể là trả nghiệp. Nhân cách đạo đức cũng sẽ từ từ nâng cao. Kẻ hám của rẻ dần dần sa ngã, tốt hay xấu ở trong một niệm, tương lai khổ hay vui lại khác nhau một trời một vực. Thứ 31: con lừa đập đồ sứ. Lời dẫn: chúng ta xây cất một căn nhà lầu cao lớn, chẳng những tốn rất nhiều tiền của mà còn tốn rất nhiều công sức cực khổ mới hoàn thành được. Nhưng chỉ cần một cơn động đất hay bão lụt sạt lở thì trong thoáng chốc bị sụp đổ tan nát, lẽ nào không uổng phí công sức nhiều năm cực nhọc và của cải? Như người nào có khả năng ngăn chặn được thiên tai, hay khi xây dựng nghiên cứu tỉ mỉ làm sao cho nhà kiên cố an toàn thì khỏi lo. Nhưng có một người rất giàu sang, ông ta cũng chất giả làm lụng suốt mấy mươi năm, chi tiêu tiết kiệm, tích góp từng đồng mới trở nên giàu có. Nhưng khi ông ta bị chết bất đắc kỳ tử, tất cả tài sản, danh lợi khác nào như mộng huyễn, bọt nước. Vậy người nào có khả năng ngăn chặn khi tử thần đến? Chỉ có tu hành tích đức mới là tài sản nhiều đời, nhiều kiếp, xài không hết. Suốt một đời người, lúc còn nhỏ lo đi học để trau dồi kiến thức, rồi học nghề lại phải cực khổ làm việc nếm trải mùi thất bại, tích góp của cải mới có nền tảng sự nghiệp vững vàng. Một ngày nào đó làm ăn thất bại phá sản, uổng phí cực khổ cả một đời thì người này đau khổ biết bao. Họ trách số phận kém may mắn hay trách ông trời không giúp đỡ? Bạn muốn trách vì sao không trách ác nghiệp của mình ở đời trước hay đời này quá nặng, hoặc trách tự mình không có trí huệ mới dẫn đến sự việc sai lầm? Ngày xưa có một bà la môn muốn tổ chức bữa tiệc để đãi bạn bè thân thuộc và những người hàng xóm. Nhưng trước khi đãi tiệc phải chuẩn bị rất nhiều khâu. Ông ta chuẩn bị một số tiền lớn, tìm mua những món ăn chật lạ,
mời đầu bếp giỏi và cả bàn ghế, chén tách và che rạp vân vân. Tất cả mọi việc phải chuẩn bị đầy đủ. Ông gọi tất cả người hầu đến để phân chia công việc. Trong đó, ông chia một người hầu phụ trách công việc chuẩn bị mua chén dĩa, ly tách. Hắn liền đi thăm hỏi lò làm đồ sứ. Khi hắn đến nhà người thợ gốm, thì thấy chủ nhà đang buồn rầu khóc lóc. Tên hầu vội bước đến hỏi, vì sao ông buồn khóc vậy? Người thợ gốm đáp, tôi đã tốn thời gian suốt 5-6 năm ròng rã mới làm được đồ dùng nhiều như thế. Hôm nay đem chất trên lưng con lừa chở ra chợ bán. Không ngờ bị nghiêng rớt đồ xuống, con lừa đập bể sạch tan tành. Làm sao tôi không đau buồn? Trái lại, tên hầu cho rằng con lừa này rất tài giỏi. Người thợ gốm phải tốn thời gian suốt 5-6 năm làm được số đồ sứ này mà nó chỉ đập phá nát trong chốc lát. Nay ta mua dắt con lừa này về làm việc rất nhanh, chẳng phải giảm bớt công sức của nhiều người. Vì thế, hắn liền mua con lừa dắt về nói với bà La Môn. Thưa ông chủ, con lừa này rất tài giỏi nên con mua về. Nó có khả năng làm việc rất nhanh, đỡ tốn công sức của nhiều người. Bởi vì chỉ trong chốc lát nó đập hết đồ sứ mà người thợ gốm phải tốn công sức suốt 5-6 năm. Bà La Môn nghe hắn nói, liền nói giận quát. Thằng ngốc này, thiên hạ làm nên cơ nghiệp phải tốn công sức cực khổ rất nhiều và tốn thời gian rất lâu mới được thành công. Phá hoại và thất bại chỉ cần trong thoáng chốc. Huống gì con lừa này đầm bể hết đồ dùng, chẳng lấy được một cái chén nào. Người mua nó chắc về làm gì? Ông Bà La Môn vì không có chén, đĩa nên không tổ chức đãi tiệc được. Bài học đạo lý. Câu chuyện này là nói lên rất nhiều người giàu có muốn làm công đức, làm việc thiện nhưng lại sợ tốn nhiều tiền, hoặc do nhiều nhân duyên, điều kiện không thích hợp, như không biết làm việc đó có công đức không, làm thế nào mới có công đức, lại nghĩ người kia có thật sự làm việc thiện không. Khi gặp được cơ hội làm việc thiện thì không có tiền, lúc có tiền thì không có cơ hội, vân vân. Những lý do đó đều không thể thực hiện được nguyện vọng của mình. Có người suốt đời phát tâm cúng dường ngoại đạo, nhưng vì ngoại đạo không chú trọng tu hành nên cúng dường họ cũng không có công đức. Lại có người bề ngoài hiện vẻ tu khổ hạnh, nhưng lại ham ăn lười biếng. Lúc có tiền đam mê cờ bạc hay nhậu nhẹt, cặp bồ với cái đẹp, ăn chơi trác tán, vân vân. Bạn bố thí cho họ thì khác nào giúp họ tạo nghiệp. Vậy có công đức không? Mỗi người ở thế gian muốn tạo dựng sự nghiệp đều phải trải qua thời gian dài, nỗ lực làm việc, nếm mùi thất bại, tích lũy kinh nghiệm mới được thành công. Cuộc sống hàng ngày của chúng ta là ăn, mặc, ở, đi lại. Một việc vô cùng vất vả đối với mọi người, phải không? Bởi vì bạn xây được ngôi nhà, trước phải mua mảnh đất, rồi sau lo đi làm dành dụm xây cất, lại lo chuyện ăn cơm áo mặc cho cả nhà là việc khổ cực nhiều năm. Còn phải tính chuyện dành dụm chi tiêu tiết kiệm, tích góp từng đồng để phòng thân. Nhưng không may, một trận bão to, một ngọn lửa vô tình, một trận lũ ập đến hay cơn động đất, thì trong chốc lát bạn liền trắng tay. Cho đến tốn của vì con ăn chơi đua đòi, trộm cắp, đất nước loạn lạc chiến tranh đều có thể ba đời bạn tích góp hết sạch trong thoáng chốc. Người đời tạo lập sự nghiệp khó khăn như vậy, hủy diệt rất dễ dàng. Vì sao chúng ta không tạo dựng tài sản mà nhiều đời nhiều kiếp dùng không hết? Đó là tu hành tích lũy công đức. Chuyện thứ 32. Gã bán giải trộm vàng. Lời dẫn. Bản chất con người có tính thiện hay làm việc thiện một chút thì sợ mọi người không biết. Còn có tính ác, làm việc ác thì sợ mọi người biết được. Cho nên họ luôn che giấu. Bình thường chúng ta không thấy được. Chỉ khi có cơ hội thì tính xấu, việc làm xấu mới lộ ra. Tính thiện cũng như vậy. Con người vốn có hai mặt, tính thiện và tính ác. Chỉ khác nhau tính thiện nhiều hay tính ác nhiều mà thôi. Nếu như có người hoàn toàn chỉ có tính thiện,
không có tính ác là bậc thánh nhân rồi. Còn nếu hoàn toàn là tính ác, không có tính thiện, thì đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Làm người là có nửa thiện, nửa ác. Vì thế, chúng ta học thánh hiền, học Phật, thân cận thiện tri thức là việc rất quan trọng. Ngày xưa, có hai người bạn thân nhau, thường đi buôn bán ở phương xa. Một người bán vải, một người bán vàng. Một hôm, họ đến bán ở thôn quê. Trong thôn có một người muốn mua vàng, nhưng không biết vàng giả hay thật. Tục ngữ có câu: vàng thật không sợ lửa thử. Người mua vàng yêu cầu đem lửa nấu thử vàng mới chịu mua. Do đó, họ liền ôm củi chất lại đốt lên, đem vàng bỏ trong lửa. Nếu muốn vàng chảy ra, thì phải đợi một khoảng thời gian. Người mua vàng và người bán vàng đều đợi rất lâu. Người bán vàng vào nhà vệ sinh đi tiểu, người mua vàng vào trong nhà ngồi uống nước. Lúc này, gã bán vải thừa cơ hội lén gấp vàng ở trong đống lửa, rồi vội vã bỏ vàng nhét vào trong vải. Người bán vàng đi ra, hắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chờ cơ hội chuồn lẹ. Nhưng vàng bọc trong vải bốc cháy lên, hắn bị bắt ngay tại trận. Chẳng những hắn không lấy trộm được vàng, mà vải cũng bị cháy sạch. Người đời thường vì ham lợi mà bị che mờ tâm trí, làm những việc thật ngu ngốc. Bài học đạo lý: Phật pháp dụ như vàng. Ngoại đạo không biết phương pháp tu hành của Phật pháp, cũng không nương theo pháp mà tu hành giữ giới. Họ chỉ lấy danh từ của Phật pháp rồi đem sửa lại, hoặc lén học theo nghi thức rồi cho là đạo của mình. Họ đem ra tán tụng ở đạo tràng, chẳng những không phù hợp đúng cách thức mà còn chẳng ra giống gì, chỉ giả làm hình thức mà thôi. Họ không biết được sự cao quý của Phật pháp ở đâu, cũng tự đánh mất lập trường của mình. Chẳng phải như người bán vải trộm vàng hay sao? Trong tâm mỗi người đều ẩn chứa tập khí xấu ác, tham sân si. Có người thì nhẹ, có người bị nặng. Gặp nhân duyên thì nó lộ ra. Có người biết tự trọng thì tự mình khắc phục lòng ham muốn để tránh phạm pháp. Khi Khổng Phu Tử còn tại thế, có người đến hỏi: Thưa Phu Tử, giả như ngài gặp cảnh khốn cùng bức bách, bỗng có hai lượng vàng trước mắt, và khi ngài ở trong núi thẳm hang cùng, chợt có cô gái vô cùng xinh đẹp đến ôn ngài, xin hỏi ngài có động tâm không? Phu Tử đáp: Động, động, động. Phu Tử nói liên tục mấy chữ động. Phu Tử là bậc thánh ở Trung Quốc, tất nhiên không đến nỗi lấy trộm hoặc làm việc phi pháp. Nhưng ngài không dám nói trong tâm mình không động. Vì thế, chúng ta khởi tâm động niệm đều là mầm mống làm thiện hay ác. Chúng ta có thể thấy tâm tham là thiên tính của nhân loại. Thiên tính này từ đâu? Có phải tự nhiên trời sinh ra không? Trời ban cho người này tính hiền lành, ban cho người kia hung ác. Lại có người thì nhẹ, có người thì nặng. Như thế là không công bằng rồi. Đức Phật dạy, liên quan đến tính thiện hay tính ác của con người là do tính tập từ vô thủy đến nay. Có người tính chứa nhẹ, có người tính chứa nặng. Đã là con người,
thì có ý nghĩ tham, gặp duyên xấu thì làm ác, gặp duyên tốt thì tính ác cũng biến thành thiện. Ngược lại, gặp duyên xấu, tính thiện cũng biến thành ác. Vì sao? Vì nó có liên quan đến duyên thiện ác đời trước mà duyên thiện ác ảnh hưởng đến đời này. Nhưng có những người đời này mới bắt đầu gặp duyên thiện ác, cho nên chúng ta học Phật thân cận được thiện tri thức là duyên lành khó gặp. Chuyện thứ 22, đốt trầm hương. Lời dẫn: trong cuộc sống, với đồ dùng giá rẻ thì được mọi người mua nhiều, được nó rất dễ dàng. Nhưng hàng cao cấp đắt giá thì rất ít người mua. Con người có người giàu sang và kẻ nghèo hèn. Người nghèo qua lại với nhau thân thiện, gần gũi. Người giàu sang đi lại với nhau thật là khó. Chúng tôi nói về học vấn, tri thức, tài nghệ. Có những môn học dễ thì khi đi làm kiếm tiền không được nhiều. Những môn học khó thì giá trị đương nhiên cao hơn, khi đi làm kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng thế gian có rất nhiều người khăng khăng thích làm việc dễ mà cãi nhau ồn ào. Họ không muốn làm việc khó nhọc, tốn nhiều công sức. Ngày xưa có một thương nhân muốn ra biển tìm châu báu, nên rủ rất nhiều người và tốn thời gian rất lâu mới đóng xong thuyền, lại chuẩn bị lương thực dùng trong hàng ngày. Họ xuất hành đi đến hải đảo rất xa. Họ đi tìm khắp mọi nơi thì phát hiện trên hải đảo có cây trầm hương. Thương nhân bảo mọi người đốn chặt những cây trầm hương ở trên đảo, chất đầy thuyền rồi mới trở về. Vừa về đến nhà, mọi người lập tức chở ra chợ bán. Nhưng trải qua mấy ngày chẳng có người nào đến mua. Một hôm, thương nhân thấy người bên cạnh bán than. Anh ta bán rất đắt. Hắn nghĩ, tại sao chúng ta không đốt trầm hương thành than để bán đắt như than? Do đó, hắn bảo những người bạn đem trầm hương đốt thành than. Quả nhiên chỉ qua mấy ngày, tất cả than trầm hương đều bán sạch, tất nhiên bán theo giá tiền than củi. Vậy mà hắn đắc chí, cho mình là người thông minh mới nghĩ ra cách này. Bài học đạo lý: ở đời có những người được cha mẹ nuôi dưỡng suốt mấy mươi năm cực khổ, nhưng họ lại xem cha mẹ không ra gì. Lương tâm, bản tính của chúng ta từ vô thủy đến nay luân hồi trong sáu đường, bị năm dục phiền não che lấp, cho nên tạo nghiệp luân hồi sinh tử, chịu rất nhiều khổ báo, thật không dễ gì gặp được Phật pháp khai thị, phát tâm Bồ đề. Nhưng chúng ta thường vì một chút lợi ích, vì kiếm vài đồng tiền mà bán rẻ lương tâm, chẳng phải là việc đáng tiếc hay sao? Có những người rất muốn học tập, muốn học theo thánh hiền. Ban đầu họ rất tinh tiến, chuyên cần, hy vọng tương lai làm được việc lớn, đem lại lợi ích cho xã hội. Nhưng chính nhân quân tử rất khó học, phải có đạo đức và nhân cách, có chí hướng rộng lớn và phải có tiết tháo thanh liêm, không tùy tiện vân vân, rất khó làm được. Vì vậy, lâu ngày họ sinh ra chán nản, dần dần lười biếng, trở lại một người bình thường, thích cặp bồ gái đẹp, cờ bạc, ăn chơi trác táng, cần gì khép mình theo quy củ cho mệt. Bởi vì trí thức, tư tưởng, nghề nghiệp của mọi người đều không giống nhau, cho nên cách nhìn sang hèn của mỗi người cũng khác nhau. Cổ đức dạy, mỗi nghề nghiệp đều xuất hiện nhân tài. Nguyên nhân thành công của mọi người rất nhiều, phương pháp làm việc cũng có sai khác. Đối với mỗi sự việc đúng hay không đúng, quan niệm của mỗi người cũng có khi giống nhau. Có kẻ nói, một cân đạo đức giá bao nhiêu tiền? Có kẻ cho rằng tâm thiện không thể làm ra cơm ăn, áo mặc. Nhưng cũng có người ta hy sinh tính mạng để bảo vệ tiết tháo và đạo nghĩa. Nghề nghiệp không có sang hèn, chỉ có tư tưởng và quan niệm của mỗi người mới là then chốt sang hèn. Nếu như tư tưởng, quan niệm bất chấp đạo đức và nhân nghĩa thì làm bất cứ việc gì cũng là thấp hèn. Còn như tư tưởng, quan niệm cao thượng, có tiết tháo thì việc gì cũng đều cao quý. Vì thế, làm người trước tiên phải có lòng tự trọng, rồi sau mới được mọi người tôn trọng mình. Chúng tôi nói cách khác, tự mình thấp hèn rồi mới đến người thấp hèn. Việc này, thế gian có rất nhiều người hình dáng xấu xí, nhưng trong đầu đầy ắp học vấn và tri thức. Nhưng có người dáng vẻ trí thức, dung mạo xinh đẹp, nhưng đầu óc rỗng tuếch,
chẳng có một chút học vấn và tri thức. Có người biểu hiện đạo đức, nhân cách rất cao thượng, lại còn khiêm tốn và hòa nhã. Có người không có tài năng và học vấn mà lại kiêu căng ngạo mạn. Nói tóm lại, thế gian có rất nhiều người chuộng sĩ diện, trau chuốt bề ngoài cho đẹp, nhưng rất ít người chú trọng nội tâm và thật lực. Thuở xưa, có một người hằng ngày thường làm việc bất chính, luôn dùng thủ đoạn tinh vi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Vì hắn khéo che đậy nên rất ít người biết được việc làm của hắn. Một hôm, tình cờ hắn thấy một gia đình rất giàu có. Hắn cho rằng gia đình này nhất định có rất nhiều châu báu của cải. Nếu ta lấy trộm được một số châu báu thì tha hồ hưởng thụ suốt đời. Do đó, hắn có chủ ý sắp đặt tìm trăm phương nghìn cớ, nhờ người giới thiệu để hắn trà trộn vào nhà người này làm người giúp việc. Sau đó, hắn tìm được nhân sĩ, người ở địa phương giới thiệu hắn vào gia đình giàu có, cho hắn làm người quản lý chăm sóc vườn hoa. Ban đầu, hắn làm việc rất chăm chỉ, cắt uống cây cảnh, trồng hoa cỏ nên được chủ nhà tin tưởng không đề phòng. Nhờ vậy, hắn dò xét mọi ngõ ngách trong nhà kỹ càng. Một hôm, vào lúc nửa đêm, hắn lén vào phòng chủ nhà. Mò mẫn hồi lâu, hắn mới tìm được chiếc rương đựng châu báu. Trên rương phủ lên tấm chăn cũ rách, hắn không hề lấy một thứ châu báu nào, mà chỉ lấy mảnh vải lụa bọc tấm chăn rách rồi mang đi. Sáng hôm sau, chủ nhà không thấy người giúp việc, kiểm tra toàn bộ đồ vật trong nhà, không mất thứ gì, chỉ mất tấm chăn rách nên chẳng bận tâm. Nhưng hắn lại dương dương đắc ý, đem mảnh vải lụa bọc tấm chăn rách cho là hàng quý đi khoe với mọi người, chứng tỏ là hắn rất giàu có. Mọi người cho rằng nhất định mảnh vải lụa bọc đồ quý giá, sự thật một tấm chăn cũ rách. Hắn đã tìm trăm phương nghìn kế để vào được nhà giàu sang, lại tốn rất nhiều công sức làm việc cho họ, thăm dò tất cả ngõ ngách trong nhà mới trộm được một tấm chăn cũ rách. Hắn lại vênh váo tự đắc với mọi người, quả thật là một thằng ngốc đáng thương. Bài học đạo lý. Đức Phật dạy, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Thật khó khăn lắm chúng ta mới khởi lòng tin Phật Pháp, đi vào cửa lớn Phật giáo. Ban đầu, chúng ta nỗ lực tu hành rất chí thành và làm việc thiện tích lũy công đức. Nhưng trải qua một thời gian, dần dần chúng ta lười biếng, lại bị ham muốn thúc dục, bị danh lợi thế gian lôi kéo, hoặc tham đắm cuộc sống sung sướng. Chỉ giả học Phật bề ngoài lại không chịu khó tu hành, khác nào như gã ngốc dùng mảnh vải lụa bọc tấm chăn rách. Có người bề ngoài mặc y phục, mang giày dép sang trọng, giống như nhà trí thức, nhưng lại dốt đặc cán may. Có người không có trí huệ, không có tài năng, nghèo sơ sát, nhưng khi mời khách thì đến nhà hàng sang trọng, đãi tiệc thịnh soạn, tốn tiền rất nhiều để rồi mang nợ. Có kẻ nhà có cúng kỵ thì mổ heo, giết dê để đãi khách cho đông, dành dụng thu hoạch trong một năm hết sạch. Hằng ngày ăn uống rất kham khổ, chi tiêu tằn tiện. Việc gì phải chịu như thế? Xã hội ngày nay có rất nhiều kẻ kiếm tiền phi pháp, dùng mọi thủ đoạn tinh vi để lừa đảo. Cũng có kẻ liều mạng cướp của, không tiếc thân mạng. Lúc kiếm tiền, họ cũng tính từng đồng từng cắc, không sợ phạm pháp luật, cũng không sợ làm trái đạo đức, lương tâm, tranh cãi, thanh toán nhau như đại anh hùng. Lúc xài tiền như người làm từ thiện, không tính nhiều ít, chỉ sợ mất thể diện. Đây là nhân sinh chăng? Nếu như lúc buôn bán kiếm tiền làm người lương thiện, khoan dung một chút, chi tiêu tiết kiệm một ít để làm việc có ích cho xã hội, lẽ nào thiên hạ không được thái bình, nhân dân không được hạnh phúc, an vui? Khi họ kiếm tiền tranh cãi, thanh toán nhau kết thành oán thù, đời này sống không được an vui, gắng gượng cho qua ngày, đời sau họ bị luân hồi trong sáu đường, đền trả lẫn nhau, nợ nghiệp, nợ tình, nợ ân oán, mãi mãi không có kỳ hạn. Cũng vì một chút sĩ diện mà đưa đến nguyên nhân, giống như mảnh vải lụa bọc tấm chăn cũ rách. Làm người, có người lương thiện, cũng có kẻ hung dữ. Có người nhân từ đức hạnh, cũng có kẻ gian trá nham hiểm.
chỉ có sai khác một niệm thiện và ác. Cổ đức dạy: người đời ai mà không lỗi, biết sửa lỗi là thánh hiền. Người không chịu sửa lỗi hướng thiện thì tương lai mãi mãi trong tâm tối, cũng là nghiệp nhân thiếu điều thiện. Mỗi người nên có đức hạnh tốt, khiêm tốn sửa lỗi lầm thì trong tâm được trong sáng. Nếu như cố chấp gian trá thì giống như nhà không có cửa, không khí trong lành chẳng vào được, cũng không có ánh sáng mặt trời chiếu vào, trở thành căn nhà tối tăm u ám, người ta không thể ở được lâu dài. Xưa kia có một anh nông dân, quanh năm cần cù cày bừa gieo trồng lúa mè. Có một năm hắn trồng mè thu hoạch trúng mùa, mặc dù hắn được mùa nhưng không biết cách làm mè như thế nào ăn cho ngon. Một hôm hắn nghĩ, gạo dùng nước nấu chín để ăn, mè có dùng nước nấu được không nhỉ? Do đó hắn đi hỏi thăm mọi người. Có người bảo, anh đem mè rang thì ăn mới thơm ngon. Hắn làm theo lời người này chỉ dẫn, rang mè xong hắn ăn liền, vừa thơm vừa ngon. Vì thế hắn lại suy nghĩ, mè rang ăn thơm ngon như thế, xưa này ta trồng thứ gì mọc lên thứ đó. Ta nên đem mè rang gieo xuống đất, nhất định sẽ thu hoạch mè thơm ngon, lại bán được giá cao, lẽ nào không được giàu to. Vì thế hắn đem toàn bộ số mè ra rang để làm giống, rồi hắn ra sức cày đất, nhổ sạch cỏ, gieo mè xuống. Hàng ngày hắn cần cù làm việc tưới nước, bón phân, làm cỏ. Từ đó mỗi ngày hắn luôn trông đợi mè nảy mầm lớn nhanh. Nhưng vài tháng trôi qua, cỏ mọc lan tràn um tùm, chẳng thấy mè mọc lên. Hắn mới biết cách nghĩ của mình là sai lầm. Bài học đạo lý. Câu chuyện này chứng minh cho những người học Phật phát tâm tu hành đạo Bồ Tát, mong muốn chứng đắc quả Phật vô thượng. Xưa nay Bồ Tát phải độ khắp chúng sinh, làm việc khó làm, nhẫn điều khó nhẫn, và tích lũy công đức mới làm chính nhân thành Phật. Nhưng có người thích cuộc sống sung sướng an nhàn, lấy danh lợi thế gian làm việc tu hành. Hàng ngày họ tiếp xúc phan duyên theo cư sĩ mà không dạy cư sĩ tinh tiến tu hành. Chúng ta không trồng hạt giống Phật Pháp thì làm sao có chính nhân Bồ Đề? Cổ đức dạy: không có trời sinh Di Lặc, hay tự nhiên có Thích Ca? Đức Phật Di Lặc, Phật Thích Ca, cho đến ba đời tất cả chư Phật trong mười phương đều phải nhiều kiếp tu hành, chẳng phải trên trời rơi xuống. Vì thế chúng ta học Phật nỗ lực tu hành một phần là thành tựu định tuệ một phần, làm lợi ích chúng sinh một phần là thành tựu công đức một phần. Chúng ta đã tin Phật, học Phật thì nỗ lực tinh tiến tu hành độ khắp chúng sinh. Nếu chỉ mang danh học Phật mà chúng ta không chịu tinh tiến tu hành, chẳng những không được thành tựu chính quả mà e rằng sẽ bị đọa lạc lún sâu, thì khác nào hạt giống đem rang. Cổ đức dạy: việc đời khó hay là dễ? Người quyết chí làm việc thì việc khó trở thành dễ, người không chịu làm việc thì việc dễ trở thành khó. Vì thế mọi việc ở thế gian chỉ cần chúng ta nỗ lực thì không có việc gì khó. Lại nói,
việc đáng buồn nhất là tư tưởng ngu dốt, không có cảm xúc. Hay nghèo vật chất đừng nghèo ý chí. Người tâm vô cảm không có chí cầu tiến thì làm việc gì cũng không được thành tựu. Kẻ không có chí hướng thượng, e rằng làm việc nhỏ cũng không xong. Có người cho rằng giàu sang ở thế gian là công lao sự nghiệp của tổ tiên để lại, hoàn cảnh, học vấn, tri thức là chỗ dựa vững chắc. Chúng tôi cho rằng chỗ dựa vững chắc tốt nhất là ý chí. Người không có ý chí thì mãi mãi là người nghèo. Xưa nay, những người thành công sự nghiệp phần đông đều dựa vào ý chí và nỗ lực. Người không có ý chí và nỗ lực thì cũng là hạt giống đem rang. Có đúng không? Lời dẫn: làm người ai cũng có lúc hy vọng, mong muốn tương lai mình được tốt đẹp hơn. Nhưng khi thất vọng thì vô cùng đau khổ. Nếu như chúng ta muốn thực hiện tương lai tốt đẹp thì hiện tại phải cố gắng nỗ lực, phải lao tâm khổ tứ và kiên nhẫn, thậm chí chuẩn bị tâm lý nếm mùi đau khổ, cay đắng, thất bại. Cuối cùng mới hưởng hạnh phúc ngọt ngào của sự thành công. Tâm lý con người thường rất mâu thuẫn. Khi họ làm việc trong môi trường yên tĩnh thì muốn bôn ba bên ngoài. Lúc họ ra ngoài làm việc một thời gian thì sinh tâm chán ghét, lại mong muốn cuộc sống yên tĩnh. Cho nên nói, tĩnh quá muốn động, động quá muốn tĩnh. Cuộc sống luôn mâu thuẫn động tĩnh như thế. Đời người 10 việc thì có 8, 9 việc không như ý. Người sống trong động không được yên tĩnh, người sống yên tĩnh lại không ra được bên ngoài tham gia hoạt động. Do vậy, con người khổ não rất nhiều. Ngày xưa có một người, khi mùa đông lạnh rét, hắn ở trong phòng đốt củi sưởi ấm để tiện ban đêm được ấm áp cả căn phòng và ngủ ngon giấc. Một hôm ở bên lò sưởi, hắn chợt ngủ gục. Trong giấc mơ, hắn thấy mình từ từ bay lên cao, lên đến tận tầng mây xanh. Ở dưới mặt trời rất ấm áp, dần dần gió lạnh thổi đến, thổi xuống dưới tầng mây. Từ không trung, hắn thấy mình hạ xuống núi rất lạnh. Bỗng từ trên núi, hắn thấy mình rớt xuống hang sâu thăm thẳm. Hắn hét to lên. Chợt tỉnh giấc, thấy trên thân mình không có đắp chăn, lửa trong lò sưởi cũng đã tắt khi nào. Khắp thân hắn lạnh tê cứng, mới biết đây là mộng. Bài học đạo lý. Cổ đức dạy: trần gian vốn là mộng, thực hư cũng là mộng, sai mộng hay tỉnh mộng vẫn là mộng mà thôi. Đời người vốn là một giấc mộng dài. Khi chúng ta nằm mộng, hy vọng được làm quan mau giàu có, kiếm được nhiều tiền, nổi tiếng khắp thiên hạ, vân vân, cũng chẳng giữ được bền lâu. Vậy mà hằng ngày chúng ta cần cù chịu khó làm việc, bất luận băng rừng vượt suối hay chịu đựng một nắng hai sương, đều mong muốn một ngày mình được thành đạt hoài bão. Tục ngữ có câu: cuộc đời có lạnh, có nóng, có gian khổ, có hạnh phúc. Con người có lúc làm việc khổ nhọc, có khi hưởng thụ thanh nhàn, đều là mong muốn tương lai tốt đẹp hơn hiện tại. Mong muốn tương lai như thế này hay như thế kia, nhưng tất cả đều là ảo tưởng không dừng. Người học Phật hy vọng tương lai chứng được quả Phật vô thượng, cho nên khi mới phát tâm, tinh tiến tu hành, chí thành tha thiết. Sự tu hành giống như ở trong căn phòng lạnh lẽo, phải đốt củi sưởi ấm, lửa cháy lên dần dần ấm áp căn phòng, xua tan khí lạnh lẽo. Sau đó, con người mới hưởng thụ ấm áp, thích thú. Trong lòng mỗi người chúng ta đều có những phiền não, tham, sân, si. Phát tâm tinh tiến tu hành,
giống như ngọn lửa bắt đầu cháy, phải liên tục đút củi vào thì mới có thể xua đuổi tất cả phiền não, làm cho thánh đạo sưởi ấm khắp thân tâm. Cuối cùng, phiền não không còn, phước huệ viên mãn, đạo quả mới có thể thành tựu. Nhưng có người chú trọng ham muốn vật chất, dập tắt lửa thánh đạo, hoặc dập tắt lò sưởi đang bùng cháy, vì danh lợi làm cho ngọn lửa thánh đạo không còn hiệu quả. Rốt cuộc, lửa thánh đạo đã lạnh, khổ công tu hành không biết sẽ đến đâu. Đạo quả càng lúc càng xa người. Mỗi người ở thế gian đều có hy vọng. Đứa bé vừa ra đời thì mong bú sữa, rồi muốn đi. Lớn lên một chút, muốn ăn bánh kẹo, đi chơi, chạy nhảy. Tuổi thiếu niên mong được chạy xe đời mới, đeo đồng hồ xịn. Tuổi thanh niên mong thương được cô gái xinh đẹp. Tuổi trung niên mong làm nên sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền, làm chức vụ cao cấp. Tuổi già mong được cháu ngoan, con hiếu. Nhưng thế gian này 10 việc thì có 8-9 việc không như ý, đau khổ nhiều hơn. Hy vọng có chánh, có tà. Cổ đức dạy, người có nguyện tốt thì trời ban cho. Chúng ta muốn thực hiện hy vọng chính đáng cũng phải trả giá thích hợp, lao tâm, lao lực, nếu không thì trở thành ảo tưởng. Bất cứ việc gì ở thế gian đều phải cần cù, chịu khó mới có thành tựu, huống gì việc lớn suốt thế gian thoát khỏi sinh tử. Nếu như chúng ta sống cho qua ngày thì làm sao có được thành tựu? Tục ngữ có câu: học Phật 1 năm, 2 năm, Phật ở trước mắt, 3 năm, 4 năm, Phật ở trên trời. Đây là bệnh chung của người học Phật. Danh vọng, địa vị ở thế gian đều phải trải qua muôn nghìn thử thách. Chúng ta học Phật, vì sao không chịu trả? Lời dẫn: ban đầu mọi việc ở thế gian đều do bắt chước mà ra. Giống như đứa bé bắt đầu đi học, nó tập đọc sách, học viết, học vẽ, học kỹ năng vân vân. Nhưng bắt chước có tốt có xấu, bắt chước chánh đạo và bắt chước tà đạo. Cho nên có lợi cũng có hại, có thành công có thất bại, có tiến bộ cũng có lạc hậu. Thuở xưa có một kẻ đi lang thang, hắn rất thích bắt chước theo người khác. Ngay cả tiếng kêu của súc vật hắn cũng làm theo được, đặc biệt là tiếng chó sủa. Cho nên hắn được nhà vua gọi vào làm quan nuôi chó. Nếu như hắn an phận giữ mình làm quan nuôi chó thì chẳng có việc gì để nói. Nhưng hắn luôn mơ tưởng đến chuyện thăng quan làm giàu. Một hôm hắn vắt óc suy nghĩ: ta phải làm bằng cách nào được thăng quan và mau giàu có. Có một ngày hắn cùng với quan chăm sóc vườn hoa, và quan có nhà vệ sinh cùng nhau tán gẫu. Hắn hỏi: này nha, các anh có muốn được thăng quan làm giàu không? Các quan đáp: tất nhiên là muốn rồi. Hắn bảo: chúng ta hãy nghiên cứu kỹ làm bằng cách nào mới được thăng quan làm giàu. Một vị quan nói: tôi cho rằng chỉ cần chúng ta nỗ lực làm việc thì có hy vọng. Vị quan khác nói: chúng ta phải luồn cúi nịnh nọt thì mới có khả năng tiến thân. Hắn nói: chỉ cần làm cho nhà vua hài lòng thì có thể được thăng quan, mau làm giàu. Hai quan kia nói: chúng ta làm cách nào cho nhà vua hài lòng? Không phải chăm chỉ làm tốt công việc của mình hay sao? Hắn bảo: không, chỉ cần chúng ta bắt chước giống nhà vua thì nhất định ngài sẽ hài lòng. Ngày hôm sau nhà vua đến, quan nuôi chó quan sát tỉ mỉ từng động tác của vua. Nhà vua chớp mắt liên tục, hắn cũng chớp mắt liên tục. Vua ho, hắn cũng bắt chước ho. Thế vậy nhà vua hỏi: khanh bị đau mắt hả? Lại còn bị cảm cúm hay sao mà ho dữ vậy? Hắn thưa: tâu bệ hạ, thần không bị đau mắt cũng không bị cảm, chỉ vì thần muốn làm cho bệ hạ vui lòng nên bắt chước theo ngài. Nhà vua nghe hắn nói chẳng những không vui lòng mà còn rất tức giận, nói: nhà ngươi quả thật là to gan. Ta làm vua, ngươi cũng bắt chước làm vua phải không? Quân lính đâu? Bắt quan giữ chó này, đánh 50 gậy,
sau đó đuổi hắn ra khỏi cung cho trẫm. Thế là hắn không được thăng quan mà còn bị đánh một trận bầm dập. Cuộc mưu sinh cũng thất bại. Hắn trở lại làm người lang thang rải đây mai đó, thông minh lại bị thông minh hại. Kỳ thật, hắn không phải là người thông minh mà bị danh lợi ham muốn che lấp tâm trí. Làm những việc này đều là nô lệ cho dục vọng, là hành vi của kẻ ngu si. Bài học đạo lý. Khi đứa bé còn nhỏ, bất cứ việc gì nó cũng bắt chước theo người lớn. Hàng hóa đồ dùng ở thế gian rất nhiều đều do con người mô phỏng theo làm ra, hoặc có khi nhái theo hàng thật, làm hàng giả, dán nhãn hiệu lên. Các nước còn lạc hậu phải học theo các nước tiên tiến phát triển khoa học kỹ thuật. Nếu như mọi việc con người không có sáng kiến chế tạo mà chỉ làm theo thì mãi mãi vẫn là lạc hậu. Những việc ứng phú đạo tràng của Phật giáo bị mọi người học theo rất nhiều. Thí dụ những việc tán tụng, tổ chức pháp hội, làm Phật sự, lễ trai đàn, chẩn tế vân vân. Có những người bắt chước các vị hòa thượng ở Nhật Bản cưới vợ ăn thịt cá, lại làm trụ trì nửa tăng nửa tục. Ở nơi đông đúc thì không học được, ở nơi hẻo lánh thì mọi người tiếp đón tất cả. Bắt chước như vậy có tăng trưởng giới hạnh không, hay tự mình cam chịu sự sa đọa? Chúng tôi nghĩ đạo lý này giống như quan nuôi chó bắt chước nhà vua. Bắt chước cầu tiến bộ hay là thất bại, động cơ bắt chước của mỗi người không giống nhau, hoặc giữ tâm lương thiện, bất thiện cũng có liên quan. Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang Trung Quốc và khắp thế giới nhất định có điểm đặc biệt của Phật giáo. Trải qua thời gian khảo nghiệm, có rất nhiều người nỗ lực hoằng dương Phật Pháp, ngày nay mới được nổi tiếng khắp thế giới. Ngoại đạo muốn bắt chước Phật giáo cũng chỉ học ở bên ngoài, chưa học đến nội dung của Phật Pháp. Chỉ có hai bên được lợi mà thôi. Ngoại đạo không biết điểm đáng quý của Phật giáo là sự tu hành trì giới phạm hạnh. Họ chỉ học nghi thức tán tụng của Phật giáo, trở thành giáo môn chẳng ra cái gì. Nếu là tín đồ khác mà ngưỡng mộ Phật Pháp là không thể sửa đổi hoàn toàn, chỉ sửa thành nửa thần nửa Phật. Đây là việc không thể phê phán. Vết thương, lời dẫn. Tất cả khổ nạn của con người đa số là do hành vi sai lầm mà đưa đến nghiệp báo. Chúng tôi nói cách khác, tất cả hạnh phúc, an vui cũng là hành vi có trí huệ mà được. Cho nên, trí huệ là nguồn gốc của tất cả sự an vui và hạnh phúc. Chúng ta muốn thành Phật giải thoát sinh tử thì không thể không có trí huệ. Như thế, tất cả sự tranh đoạt tạo nghiệp ở thế gian cũng từ lầm bậy, ngu si gây nên. Nhờ có trí huệ, chúng ta cân nhắc hành vi để làm việc là hành vi chính đáng. Vì ngu si vô tri, chúng ta làm việc sai trái là hành vi tạo nghiệp tội ác. Ngày xưa, có một người rất giàu sang, sống trong vinh hoa phú quý, thường đến trong cung vua. Hắn hy vọng được hầu hạ nhà vua, không cần tốn nhiều tâm trí và sức lực mà vẫn hưởng thụ cuộc sống giàu có. Đồng thời, mỗi bữa ăn đều có sơn hào hải vị, mỗi phòng trong cung vua đều lộng lẫy sang trọng, thật sung sướng biết bao. Chẳng bao lâu, mơ ước của hắn thành sự thật. Hắn được làm chức vụ hầu hạ vua. Nhưng sau khi nhận nhiệm vụ, hắn thấy không dễ dàng như mình đã nghĩ. Phải luôn luôn sắp xếp long bào, dương miệng của nhà vua cho gọn gàng. Dù công việc nhẹ nhàng, nhưng phải để ý cẩn thận, ngăn nắp, và phải chú ý để đúng vị trí. Nên việc làm này chỉ cần sơ suất một chút, nhà vua bực mình thì bị đuổi. Có một lần, hắn sơ ý đem dương miệng của nhà vua treo dưới cái giá y phục, đem y phục móc trên dương miệng. Nhà vua nhìn thấy rất tức giận, lập tức hạ lệnh cho quân lính đánh 40 roi. Mông của hắn đường lằn ngang dọc chảy máu, đau đớn không chịu nổi. Nhà vua lại ra lệnh cho thầy thuốc chữa trị vết thương cho hắn. Thầy thuốc lấy phân ngựa bôi lên vết thương, chỉ trong thời gian ngắn vết thương lành lặn. Lúc đó có một gã ngốc nhìn thấy tên hầu vua bị quân lính đánh chảy máu mà chỉ dùng phân ngựa bôi lên, vết thương lành nhanh chóng, gã rất thích thú. Trở về nhà, gã bảo thằng con lấy roi đánh vào mông gã thật đau. Ban đầu đứa con không chịu, gã nói: "Này con, phải nghe lời cha dạy, cha muốn thử nghiệm linh dược chữa trị vết thương rất hay, con hãy giúp cha thử linh dược này. Con không làm việc bất hiếu, đừng sợ." Thằng bé nghe cha nói như thế, đành phải dâng theo, nên lấy roi đánh mạnh vào mông gã chảy máu. Rồi gã bắt chước thầy thuốc,
bảo con lấy phân ngựa bôi lên vết thương. Kết quả, gã không thể ngờ chịu một trận đòn oan uổng và đau đớn vô cùng. Bài học đạo lý. Đức Phật dạy, biển khổ vô biên quay đầu là bờ, hay đồ tể buông đao lập tức thành Phật. Nghĩa là người biết sám hối tội lỗi thì trở thành con người tốt. Có người học chỉ làm bấy nhiêu mà thôi. Người không có tâm sám hối thì không có ý hồi tâm hướng thiện. Họ nghe nói tụng kinh lại sám hối có thể tiêu trừ tai nạn, họ cũng làm theo, tụng kinh lại sám, nhưng tâm họ chạy theo vọng tưởng lăng xăng thì làm sao tiêu trừ được tội nghiệp. Có kẻ nói, thần có thể chuộc tội thay người, cho nên mọi người đua nhau cầu khẩn lễ lại thần, sau đó theo thần làm việc xấu. Như thế thần có chuộc tội được không? Bất cứ việc gì có lợi thì có hại, phương pháp cũng có chánh là có tà, có thật có giả. Chúng ta thật tâm tín ngưỡng tu hành hoặc học theo chánh pháp thì có lợi ích, lại có mục đích và ý nghĩa. Nếu dùng phương pháp thiên vị hoặc tâm giả dối, chẳng những lừa dối người khác mà còn dối cả chính mình, lại dối gạt cả Phật, thần thì tương lai sẽ bị quả báo gì? Đây là một câu chuyện thí dụ. Nhà vua dụ cho tâm chúng sinh, gã ngốc dụ cho thân của chúng ta. Cổ đức nói, thân bị tâm sai khiến. Đức Phật dạy, nếu người muốn biết rõ ba đời tất cả Phật, nên quán tánh pháp giới, hết thảy do tâm tạo. Tất cả chúng sinh lặn ngụp trong luân hồi sinh tử, cho đến cực khổ cả một đời đều do tâm tạo nghiệp, tâm điều khiển thân này. Nhưng có lúc thân cũng bị ảnh hưởng tâm lý. Chúng tôi nói thí dụ, thân đói khát, nóng lạnh, sinh ra bệnh tật làm ảnh hưởng đến tinh thần, trở ngại việc tu hành, lại còn ảnh hưởng đến việc tiến bộ hay lui sụp trên đường đạo, hoặc điên đảo sa đọa. Gã ngốc sơ ý để xa vị trí vương miệng, long bào của nhà vua là giống như hành vi điên đảo, lấy ác làm thiện. Lấy tà làm chánh, lấy giả làm thật đều là điên đảo, nhất định phải chịu đau khổ luân hồi. Chúng ta muốn thoát khỏi khổ não sinh tử luân hồi thì phải tinh tiến tu hành, tránh xa tất cả sự ham muốn, lìa hết thảy điên đảo. Điều này giống như bị đánh chảy máu, lấy thuốc bôi lên chỗ vết thương được mau lành. Nhưng thế gian này có rất nhiều người hồ đồ, họ học Phật Pháp lại dùng tham dục để tu quán bất tịnh. Càng thêm tạo nghiệp, càng bị trầm luân sinh tử, cho đến chịu khổ vô lượng vô biên. Điều này khác nào thằng ngốc tự chịu đánh thân mình để thử nghiệm thuốc phân ngựa.